Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là điểm tin sáng của người Việt TV hôm nay thứ tư, ngày 2 tây tháng 11. Bản tin đầu tiên cho hay, Bắc Hàn dọa là sẽ đáp trả mạnh tay nếu Mỹ không ngưng tập trận chung với đồng minh Nam Hàn. Theo Bloomberg vào hôm thứ ba, ngày 1 tây tháng 11, theo lời đe dọa này có lẽ là dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong Un là chủ tịch Bắc Hàn đang cố dọn đường để mà thủ võ khí nguyên tử lần đầu tiên trong 5 năm và Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn đã ra thông báo cho hay, vào hôm thứ Ba, nếu Mỹ tiếp tục gây hấn nghiêm trọng về quân sự, Bắc Hàn sẽ cân nhắc biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn. Không quân của Hoa Kỳ cũng cho biết là tuần này, Mỹ và Nam Hàn vừa bắt đầu cuộc tập trận chung trên không kéo dài tới thứ Sáu, bao gồm có khoảng là 240 phi cơ thực hiện, khoảng 1.600 chuyến bay để rèn luyện năng lực thời chiến phi đội bảy. Cuộc tập trận chung này tiếp theo hàng loạt cuộc tập trận chung trên bộ, trên biển, trên không. Mấy tuần gần đây còn có cuộc tập trận chung, chung với lại Nhật tham gia. Bác Hàn kịch liệt chỉ trích những đợt tập trận chung này nếu không muốn bất kỳ diễn biến nghiêm trọng nào bất lợi cho an ninh của mình. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đã loan báo, Mỹ nên ngay lập tức dừng những cuộc tập trận vô dụng và vô hiệu quả này, nếu không Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả hậu quả. Bà Watson là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Tòa Bạch Ốc cho hay, những cuộc tập trận chung đó nằm trong lịch tập luyện thông thường hàng năm, nhằm củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với Nam Hàn. Bà cũng cho biết thêm, chúng tôi đã nói rõ, chúng tôi không hề có ý là khiêu khích Bắc Hàn. Và thưa quý vị, nghi càng tấn công chồng bà chủ tịch Nancy Pelosi phủ nhận toàn bộ cáo trạng tiểu bang. Theo Reuters, vào hôm thứ Ba ngày 1 tây tháng 11, nghi can đột nhập vào nhà của vợ chồng dân biểu Nancy Pelosi là dân chủ California chủ tịch Hạ viện và dùng búa đánh chồng bà. Anh ta đã phủ nhận toàn bộ cá trạng từ bang và bị tòa ra lệnh tiếp tục giam giữ mà không được nộp tiền thấy chân tại ngoại. Vào hôm thứ Ba, anh ta ra tòa lần đầu tiên, kể từ sau vụ tấn công vào hôm thứ Sáu tuần trước. Nghi can đã David DP, 42 tuổi, đã chính thức bị tiểu bang California truy tố về tội mua sát, tấn công bằng vỏ khí sát thương, đột nhập vào nhà, hành hung người cao niên, giam giữ người trái phép và đe dọa giới chức công cộng. Được luật sư công cộng đại diện ở tòa, bị cáo DP đã phủ nhận toàn bộ cáo trạng đó. Phía công tố cũng cho hay những cáo trạng đó mang án là từ 15 năm cho tới là trung thân. Chánh án tòa thượng phẩm San Francisco đã ra lệnh tiếp tục giam bị cáo Ripay mà không cho phép nộp tiền thấy chân tại ngoài trong lúc chờ xét xử. Công tố của liên bang đã tri tố ông Ripay riêng về tội tấn công và âm mưu bắt cóc. Ông ta chưa có lịch ra tòa trong vụ liên bang. Và thưa quý vị, Santana nhận được 9.3 triệu mi kim từ California để tu sửa thư viện Thư viện thành phố Santa Ana sẽ có nhiều tu sửa sau khi nhận được số tiền trợ cấp là 9.3 triệu Mỹ Kim từ tiểu bang California. Theo báo trang mạng New Santana, Sở Dịch vụ Thư viện của Santana đã nhận số tiền đó để tu sửa thư viện ở trung tâm thành phố. Số tiền trợ cấp là 9,3 triệu Mỹ Kim đó là trợ cấp từ liên bang sẽ giúp Santana phục hồi sau đại dịch COVID-19, trong đó có tu sửa thư viện lâu năm của thành phố. Santana sẽ bảo trì nhiều chỗ quan trọng của thư viện và còn sẽ có nhiều thay đổi tân tiến trong vòng 2 năm rưỡi tới với kế hoạch là biến thư viện thành một trung tâm cộng đồng với nhiều công nghệ mới. Thư viện Santana được xây dựng vào năm 1960 và cho đến nay thiếu nhiều bảo trì quan trọng. Số tiền trợ cấp từ California sẽ giúp cho thư viện được tu sửa và nâng cấp những cơ sở hạ tầng như là tường gạch và cửa sổ, diệt chuột bọ, mốc và những loại bọ các vật dụng xây dựng khác. Thư viện còn được nâng cấp các hệ thống chữa cháy, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy, cùng với hệ thống dây điện và ống thoát nước mới. Không chỉ tu sửa, tòa nhà, số tiền trợ cấp California sẽ giúp cho cộng đồng gặp khó khăn ở Santa Ana có cơ hội được học tập công bằng. Và trong khi đó, thì quân đội Mỹ đã thanh tra tại chỗ số lượng vò khí cung cấp cho Ukraine. Theo IP, một viên chức cao cấp quốc phòng của Mỹ vào hôm thứ Hai là ngày 31 tây tháng 10, thông báo với các phóng viên ở Ngô Giác Đài rằng một số lượng nhỏ của quân nhân Mỹ đang ở Ukraine trong thời gian gần đây bắt đầu kiểm tra tại chỗ để bảo đảm quân đội của Ukraine hoặc toán chính xác số vũ khí mà do phương Tây cung cấp. Viên chức ẩn danh này không nêu rõ là các cuộc thanh tra đang diễn ra ở đâu, cũng như là các binh sĩ Mỹ đang ở gần tuyển tiến đến mức độ nào. Tuy nhiên, viên chức này đã xác định là binh sĩ của Mỹ không kiểm tra gần tuyển tiến, nhưng họ sẽ đến những nơi mà điều kiện an ninh cho phép. Viên chức này cũng cho hay là một số cuộc kiểm tra đang được tuần viên của Quốc phòng Mỹ và là thành viên của Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ tại Kiev tiến hành viên chức này cũng nói là giới chức ukraine cho đến nay đều minh bạch về việc phân phối vỏ khí hợp tác và trong những cuộc thanh tra nỗ lực này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của mỹ được bộ ngoại giao của uh, của mỹ đã công bố vào tuần trước để bảo đảm rằng vũ khí cung cấp cho ukraine không rơi vào tay quân đội của nga và lực lượng ủy nhiệm của nga hoặc là các nhóm cực đoan khác và thưa quý vị, một triệu con gà nuôi đẻ trứng bị nhiễm cúm gia cầm tại trang trại Iowa. Theo IB, giới chức nông nghiệp Iowa vào hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 10 cho biết, vừa có thêm một trang trại nuôi gà đẻ trứng thương mại ở tiểu bang bị nhiễm cúm gia cầm, và đây là vụ đầu tiên được xác nhận kể từ đầu tháng 4. Trường hợp mới nhất được tìm thấy là Avril County, nơi nuôi khoảng là 1.1 triệu con gà. Iowa có 15 trang trại nuôi gà thương mại bị nhiễm bệnh trong năm nay vì virus rất dễ lây lan, tất cả cấm gia cầm trong những trang trại đều bị nhiễm bệnh, đều bị giết để tránh lây lan dịch bệnh. Dịch bệnh đã khiến nhiều tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề với thiệt hại lên tới là 13.3 triệu con trong năm nay. Con số này vẫn chưa tính với số mà con gà mới được tìm thấy. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp của Mỹ, trên toàn quốc, hơn là 47 triệu con gà da cầm bị nhiễm bệnh, gần 43 tiểu bang. Hầu hết là các trường hợp ở Iowa là do cuộc di dân mùa xuân của các loài chim hoang dã vào tháng 3 và tháng 4. Sau đó, thì virus không được phát hiện cho đến khi một trang trại bị nhiễm vào ngày 20 tây tháng 10. Và trường hợp mới nhất được xác định là hôm thứ Hai ngày 31 tây tháng 10. Các chức chức nông nghiệp của Liên bang và tiểu bang đã bày tỏ sự lo lắng rằng sự di cư của vào mùa xuân của các loài chim hoang dã có thể sẽ tiếp tục lây lan dịch bệnh. Virus có thể sẽ lây lan qua phân hoặc là nước mũi của các loài gia cầm bị nhiễm bệnh làm ô nhiễm bụi và đất. Bộ trưởng nông nghiệp Iowa đã cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng bùng phát và đang hợp tác chặt chẽ với USDA cũng như là các nhà sản xuất để loại trừ căn bệnh này khỏi tiểu bang và thưa quý vị một bản tin Việt Nam bị thêm hồ sơ truy tố ở Bình Dương bà Nguyễn Phương Hằng khó bị tài ngoại hậu tra hai vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương và Công an ở Sài Gòn khởi tố chính thức được nhập làm một và do Sài Gòn chịu trách nhiệm xét xử. Theo báo Người lao động vào chiều ngày 1 tây tháng 11, Đại tá là Trần Văn Chính, là Phó Tổng Giám đốc của Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an tỉnh này đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, là Tổng Giám đốc của Công ty Đại Nam, cho Công an ở Sài Gòn thủ lý trước đó thủ tục nhập vụ án chưa được thực hiện do công an ở sài gòn đề nghị cơ quan điều tra tại tỉnh bình dương làm rõ thêm một số nội dung cho đến nay việc chưa làm rõ các nội dung này đã được công an tỉnh bình dương thực hiện nên chính thức chuyển vụ án này về sài gòn cơ quan hữu trách tỉnh bình dương đã kết luận hàng chục buổi live stream của bà hằng trong hai năm là năm 2021 và năm 2022 trong đó đã xác định các buổi live stream của bà có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng, uy tín, danh dự cá nhân. Như vậy, việc mà con của bà Hằng đã gửi đơn đến cơ quan hữu trách ở Sài Gòn xin được đặt tiền cọc là 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ của mình được tài ngoại hậu tra đi trị bệnh xem ra là rất khó để thực hiện. Bà Hằng bị bắt vào hôm ngày 24 tháng 3 với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.